Kênh Chợ Đầu Mối Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật giá trái cây tại vựa của em Hiếu nha quý vị. Hiếu bán nhà nhãn nè, rồi bán hồng đào đá. Ồ, mận đào đá đẹp quá. Này nhiêu thùng Hiếu? Này nhiêu thùng mận này nè? 12.000 quý vị, 12.000 một ký, một thùng 20 ký là 240.000 một thùng. Nhãn nhiều Hiếu? Nhãn 25.000 quý vị, rất đẹp luôn. Nhãn Thái 25.000 một ký. Thùng đó là 10 ký hả? Thấy Hiếu? Thùng 10 ký quý vị. Đây, ở đây mình phải mua thùng nha quý vị. 10 ký là 250.000. Mận hồng đầu đá quý vị nào hỏi, mận hồng đầu đá nè, quýt nè, rồi cam canh đây nè. Quýt này là nhiêu tiền à? Nhiêu loại giá bao giờ quýt nó sao giờ? Nhiêu loại giá luôn hả? Lớn nhỏ. Quýt lớn quýt nhỏ là nó giá tham khảo, giá tham khảo là nó nhiêu, khoảng nhiêu? 22-23 ngàn quý vị. Mấy quý vị trên màn hình video của quý vị á, có số điện thoại của Hiếu á, tới chợ Đồng Mối Hóc Môn mua ủng hộ Hiếu thì cứ đến giữa A19, còn quý vị có ở xa mà mua thì hỏi thì có gọi số điện thoại có chính xác thật hơn nha quý vị. Chợ thì nó lên xuống xuống, nó không có nằm ở cái giá. Con này là cam canh đây đó phải không? Cam Vinh hả? Cam Vinh là nhiêu thùng Hiếu? 400.000 một thùng quý vị. Còn này 400.000 20 kg ha. Là 1 kg 20.000, đẹp. Còn này là quýt gì Hiếu? Hả? Quýt này hả? Quýt này là nó nhiêu? Hả? Hiếu. Cũng đủ giá luôn. Nó nhà thùng nhiêu? Thùng 20 kg. Đó, giá nó tham khảo vậy đó quý vị. Còn mình bạn hàng mua quý vị. Quý vị này nhiêu kia bạn? Thùng quýt này là thùng 500.000 quý vị, 20 kg. Keo bên kia. Xài cát chu, xài cát chu của Hiếu thì khỏi chê luôn. Từ trên xuống dưới quý vị. Này là nhiêu thùng? Hả? Ba mấy ngàn ký hả? Ba mấy ngàn ký. Ba mấy? Giá 33 ngàn. Giá tham khảo 33.000 một ký quý vị. Bữa nay ngày cúng rồi nó hơi mắc. Đẹp không? Từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên, ở trên xuống dưới. Một thùng 20 ký hả? Hả? 30. Thùng 30 ký luôn, thùng đông lớn hả? Thùng 30 ký quý vị. Hết thể không? Đây nè, anh chắc ra nè. Ồ, một lớp luôn nè. Cái nào như cái đó quý vị, tuốt này dưới đáy rồi nè. Đồ cái này đó bị ấy. Gì? Nó sập đó. Bị rồi. Hàng này là hàng VIP Salit chưa? VIP rồi đó hả? 37.000. 37.000. Ôi trời ơi, nó nhiều giá lắm nha quý vị. Mắc hơn cái ngoài đây nữa. Cái ngoài đó 33, cái này tới 37 luôn. 30 kg cho một thùng. Thùng xoài triệu bạc. Có gì đâu mà ngạc nhiên à.
Bây giờ là 12 giờ rưỡi nha quý vị, 12 giờ rưỡi đêm sáng nửa đêm á. Tại dự án 19 quý vị bán rất là đông luôn. Trên số trên cái điện trên cái điện thoại trên cái màn hình quý vị đang xem á, mình có gọi số điện thoại của Hiếu á, quý vị cứ gọi trực tiếp nha quý vị. Mua bán gì cứ gọi cho Hiếu. Thì cái giá nó là đúng cái thời điểm hơn. Rồi quý vị đến giữa thì ha, đến đây giữa A19 của em Hiếu nha quý vị. Đó bán xoài nè, quýt nè, quýt đường, cam vinh, nhãn, mận hồng đầu đá. Đó, những cái giá nãy mình đã review cái sản phẩm á quý vị. Ở đây có bán cái món đó. Xoài á, mình thấy vậy chứ người ta chắc không thùng vậy chứ là bao nha quý vị. Ở trên xuống dưới là ha, nó đều rang như vậy đó. Lên dây 3 mới lên cao, dây 4 mới lên cao được. Lý xài đó. Đâu đẹp à, đẹp à, đẹp anh Bảy à. Anh này anh chắc đẹp. Còn anh Bảy anh chắc là kỹ thuật anh Bảy là ha, nhìn từ trên lọt dưới luôn. Anh này thì anh chắc từ lớp. Rồi sao anh nó chồng lên. Ồ. Quá trời, bữa nay không cắt cái miếng lá nào lên trời trời. Không cắt miếng lá là nè, lá nè. Lá đó là dùng bỏ luôn. Đẹp. Ba trời chuẩn bị cam. Ồ. Quá đẹp quá vậy. Qua đây kéo mình lên. Quá là đẹp luôn. Cam xoài, xoài các chu vàng này của bên đây quý vị mình không có biết. Thanh long 80 kg. Sao thanh long thì 80 kg quý vị. Đào đây quay nó quay vô chói quá quý vị. Nhãn Hiếu rất đẹp luôn. Bây giờ này anh em phải chắc soạn hàng ra vậy nha quý vị. Thiếu tới 3 người làm nữa, làm không kịp. Bán hàng lại mua á quý vị. A19 bán nhãn nè, nhãn thái, mận hồng đầu đá, quýt đường, cam vinh, quýt vàng, xoài cắt chu. Xoài chu này đẹp quý vị, 33 tới 37 ngàn một ký xoài cắt chu loại VIP quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này.
chào tạm biệt quý khách hàng của nhân giả, hẹn gặp lại quý khách hàng quý nhân giả video tiếp theo. Bye bye.